hiệp 1 của trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Bên phía Nghĩa Phương Sài Gòn ở trong khung thành của họ đó là thủ thành số 99 Văn Quang. Cơ hội nguy hiểm. Tỷ số được mở dành cho Sài Gòn FC. Pha làm bàn là của chân sút số 12. Một pha thoát xuống rất nhanh và một cú dứt điểm chéo góc cực kỳ khó chịu và không có cơ hội cho thủ thành Văn Quang. CEO Sài Gòn FC họ liên tục khiến cho các cầu thủ của Nghĩa Phương Sài Gòn phải gặp khó. Cơ hội đây rồi, pha tăng tốc của Quang Thiều. Quang Thiều mở đầu dành cho Nghĩa Phương Sài Gòn. Một pha tăng tốc rất tốt của Quang Thiều và anh đã mở ra một cơ hội cực kỳ ngon ăn cho các đồng đội của mình. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải, đường chuyền vào của Trực Seven không có bất kỳ một điểm cắt nào. Cơ hội, tình huống dứt điểm bóng đi không chính xác và xử lý là hơi hiểm. Phá tăng tốc của Kháng Kaka kịp không? Kháng Kaka hai một dành cho cao thủ Gio Segolasi. Và một lần nữa thì Khang Kaka lại là người lên tiếng. Một pha bóng mà dù không có thể hình áp đảo nhưng Khang Kaka có tốc độ và có kỹ thuật của mình, anh vẫn luôn biết cách để ghi bàn. Một pha vẩy bóng cực kỳ đơn giản và cực kỳ tinh tế, rất bình tĩnh. Quang Thiều đang di chuyển bên phía cánh phải rất tốt. Cơ hội cho cao thủ áo tím, làm suy đâu, đâu vào, cơ vào. Khá đáng tiếc dành cho cao thủ Nghĩa Phương Sài Gòn ở trong pha bóng vừa rồi. Người băng vào xuất điểm đó lại là Việt Lắc. Tuy nhiên lần này anh đã không thành công. Rõ ràng là cách chơi của nguy hiểm. Cơ tỷ số được nâng lên thành 3-1 dành cho các cầu thủ của CEO Sài Gòn FC. Khi mà các cầu thủ của Nghĩa Phương Sài Gòn họ mải mê tấn công thì họ quên mất rằng vũ khí lợi hại của CEO đó là phản công nhanh. Và vừa rồi thì cao thủ áo đỏ họ đã có được bàn thắng rất khó khăn. Đưa bóng vào, cơ hội đây rồi, bị Balotelli, cơ hội không được, cú dứt điểm không chính xác. Vừa rồi có vẻ như là cú ra trần của Xuân Đài, có không gian và có thời gian, tuy nhiên Xuân Đài đã cơ hội dành cho cao thủ áo đỏ. Dứt điểm khá nguy hiểm. Vừa rồi thì thủ thành của Nghĩa Phương Sài Gòn đó là Văn Quang đã phải đẩy bóng đi ra ngoài, chịu một quả đá phạt góc. Người đã thực hiện quả đá phạt dành, liệu rằng cao thủ của Nghĩa Phương họ có thể tận dụng thành công cơ hội này hay không. Trực Seven và Bi Balotelli. Dứt điểm khá đáng tiếc dành cho Bi Balotelli. Một pha sửa bóng kỹ thuật, tuy nhiên đáng tiếc bóng lại đi chạy khung thành. Pha cắt bóng chính xác, cơ hội dành cho các cầu thủ áo xanh. Khoảng trống, sau rất nhiều những nỗ lực thì cầu thủ của Nghĩa Phương đã có được bàn rút ngắn cách biệt. Vừa rồi là pha thoát xuống và ghi bàn của Quang Thiều. Ở bàn thắng ở hiệp 1 thì Quang Thiều là người kiến tạo, và lần này anh tự mình ghi bàn để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 dành cho cao thủ Nghĩa Phương Sài Gòn. V
Với bàn thắng vừa rồi thì những phút tiếp theo của trận đấu sẽ hứa hẹn trở nên hấp dẫn hơn. Cơ hội nguy hiểm, cover, chỉ cần chậm hơn một nhịp thôi. Nếu như cầu thủ phòng ngự của CL Sài Gòn chậm hơn một nhịp thôi thì bàn thắng nó đã đến với Nghĩa Phương Sài Gòn. Bị Balotelli, lại là được chuyển hướng dành cho Quang Thiệu. Quang Thiệu không được, có khoảng trống, dứt điểm, không vào. Long Foden đang di chuyển, được chuyển dành cho Long Foden. Cơ hội đây rồi, làm gì đâu, không vào. Không thể tin được là vừa rồi cầu thủ của CEO lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để có thể tái lập cách biệt hai bàn. Bây giờ là cơ hội cho Nghĩa Phương. Rất bình tĩnh, vẫn chưa có khoảng trống để đưa bóng vào trong. Và pha bóng an toàn. Cơ hội không được, thời gian không còn nhiều và chắc chắn rằng các cầu thủ áo tím họ sẽ chấp chiêu cơ hội của mình. Đưa bóng vào, nguy hiểm. Và như vậy là tình huống vừa rồi là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Chiến thắng chung cuộc 3-2 dành cho CEO Sài Gòn FC. Một trận đấu mà đội bóng áo đỏ họ đã thi đấu hiệu quả.